Xin mến chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin kính chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị và các bạn, việc xem tử vi cho tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 trong tháng 7 âm lịch sẽ giúp cho tất cả quý vị biết được những điều tốt xấu có thể xảy đến với mình trong tháng 7 này. Và từ đó quý vị sẽ có được những phương án phòng tránh hoặc là hạn chế những điều không may xảy ra, giúp bạn hạn chế được tối đa những hao tổn không mong muốn trong cuộc sống. Phần luận giải tử vi cho tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 trong tháng 7 này được xây dựng và tư vấn bởi thầy Gia Cát cùng với các chuyên gia hàng đầu trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Qua phần luận giải này, thầy Gia Cát sẽ chỉ rõ cho quý vị gia chủ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, chúng ta thấy rõ được bức tranh toàn cảnh về vận hạn của mình trong tháng 7 về các khía cạnh như tiền tài, công danh sự nghiệp, cũng như là tình duyên gia đạo và đặc biệt đó là sức khỏe của mình. Qua đó, quý vị sẽ nắm bắt được thiên cơ và có được những bước đi đúng đắn cho mình trong tháng 7 âm lịch này. Đồng thời, thầy cũng sẽ chỉ rõ cho tất cả quý vị những cách hóa giải về tử vi cho quý vị gia chủ tuổi Ất Sửu trong tháng 7 âm lịch để quý vị có được một cuộc sống giàu sang và viên mãn. Và bây giờ, xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 mệnh Hải Trung Kim, tính cách sôi nổi, nhiệt tình, cuộc sống của họ cũng luôn bận rộn với rất nhiều màu sắc. Họ có nhân duyên vô cùng tốt, được rất nhiều người chú ý, quý mến và giúp đỡ tận tình. Thời trẻ, họ may mắn được sống cảnh sung túc, tuổi trung niên mọi thứ đều ổn, từ gia đình, sự nghiệp đều không có gì phải lo lắng. Người này có tuổi già an nhàn, hưởng phúc lộc trời ban. Trong vận mệnh của những người tuổi Ất Sửu, có thể một đôi lần gặp phải tai nạn bất ngờ, ngoài ý muốn, song thương tật đều không quá nghiêm trọng. Khi tiếp xúc với người khác giới nên đặc biệt cẩn trọng, nam giới nên tránh kết thân với phụ nữ đã có gia đình, nữ giới cũng không nên bầu bạn với đàn ông đã có vợ để không vướng phải nguy cơ trở thành người thứ ba. Sự nghiệp của những người tuổi Sửu sinh năm 1985 tổng thể có thể phát triển ổn định trong tháng. Bạn có thể phát huy được năng lực của mình, được lãnh đạo chú ý, song lại dễ khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt. Vì thế bạn nên có khả năng quan sát đánh giá tình hình tinh tế, không nên dễ dàng tin theo lời rủ rê lôi kéo của ai. Ngoài ra làm việc gì bạn cũng cần phải cố gắng dựa trên sức của mình, chớ nên tranh giành chiếm đoạt của người khác nếu không dễ vướng thị phi. Quan hệ vợ chồng của những người tuổi này về cơ bản là hài hòa. Dù công việc có bận rộn đến mấy, bạn cũng nhớ giúp đỡ nửa kia trong các công việc nhà. Việc đó tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại có tác dụng rất lớn trong việc gắn kết tình cảm đôi bên. Xét về thiên can, Ất âm mộc gặp mậu dương thổ nên gọi là chính quan, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này cần phải chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần khôn khéo, tránh bị áp chế sắp đặt ảnh hưởng đến công việc. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng 7 âm lịch tuy có quý nhân phù trợ, song tuổi Ất Sửu sẽ phải đối mặt với một số biến động trong chuyện công việc. Gia chủ dễ phạm sai lầm, tự mang tai vạ cho bản thân vì sự cầu thả và chủ quan. Hơn nữa vì làm việc tùy hứng, thiếu tính kỷ luật, dễ bỏ lửng nửa chừng khi sự hăng hái ban đầu đi qua, nên việc gì cũng chỉ có kết quả nửa vời. Khi đó bạn sẽ phải tốn thêm nhiều thời gian để giải quyết mớ rắc rối do chính mình gây ra. Càng là người đứng ở vị thế cao thì càng phải giữ cho mình cái đầu lạnh, chỉ một nước cờ sai lầm có thể dẫn đến đại bại cả ván cờ. Nếu bạn muốn nhảy việc trong tháng này thì nên suy nghĩ lại, đây chưa phải là thời cơ tốt, bạn có thể sẽ phải bắt đầu lại mọi thứ, bỏ lại sự cố gắng nỗ lực của mình cho đến thời điểm hiện tại. Mặc dù công việc không quá thuận lợi, nhưng bạn có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều những hạng mục công việc mới, điều đó chính là tiền đề phát triển, tạo những cơ hội bứt phá sau này cho bản thân. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Ất Sửu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi tuổi Ất Sửu tháng 7 âm lịch, tài lộc là một trong những điểm sáng của con giáp này. Đặc biệt với người làm kinh doanh, bạn dễ dàng thu về những khoản lợi không nhỏ nhờ có kế hoạch tiếp thị đa dạng hàng hóa, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường.
Tuy nhiên, tài chính rủng rỉnh đồng nghĩa với việc mức chi tiêu của bản mệnh cũng tăng thêm. Nói cách khác, tháng này, người tuổi Ất Sửu sẽ vừa có thể kiếm tiền lại vừa chi tiêu khá nhiều. Ngoài ra, việc kiếm tiền không hề dễ dàng, ngược lại bản mệnh rất phải vất vả vì hao tốn nhiều công sức mới đạt được mục tiêu tài chính của mình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng này người tuổi Ất Sửu hay phiền muộn, tinh thần bất an, lo lắng, gây bất lợi cho sức khỏe. Muốn khỏe mạnh thì bạn phải biết buông bỏ, tập trung vào hiện tại. Gia chủ cần phải đề phòng các bệnh về tim, não, máu, đường tiêu hóa, bởi những cơ quan này đang ẩn chứa nhiều nguy cơ mà bạn không thể lường trước được. Ngoài ra, trong năm cũng cần chú ý tĩnh dưỡng, giải tỏa cảm xúc thích hợp, chớ nên để tinh thần căng thẳng trong thời gian dài. Cũng không nên đi đến những nơi lộng gió để tránh các chứng cảm mạo phong hàn. Một chế độ sinh hoạt khoa học, tập thể dục thường xuyên kết hợp với thái độ sống khiêm tốn, không so đo hơn thua với người khác sẽ giúp bạn giữ được nền tảng thể chất khỏe mạnh. Các quý vị gia chủ tuổi Ất Sửu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Ất Sửu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi tháng 7 âm lịch không hoàn toàn lý tưởng đối với đường tình duyên của những người tuổi Ất Sửu. Bạn có tương đối ít cơ hội về tình cảm, mọi thứ dậm chân tại chỗ và khó có bước đột phá như ý muốn. Mặc dù đào hoa khá vượng, nhưng riêng nữ mệnh có thể gặp phải đào hoa xấu hoặc cảm thấy phiền lòng với sự đeo bám theo đuổi quá mức nhiệt tình của người mà mình không có tình cảm. Lời khuyên cho bạn, dù không thích, bạn cũng nên lựa lời phù hợp để từ chối, tránh quá mức thẳng thừng sẽ gây phản tác dụng. Với năm mạng, cơ hội tình cảm nhìn hơn một chút nhưng cũng cần phải dành thêm thời gian suy nghĩ về tình cảm thực sự của mình, chớ nên vội vàng đưa ra quyết định chỉ vì cô đơn, bởi như thế là không công bằng cho cả hai. Với những người đã kết hôn, gia đạo có phần bất ổn nhưng ở mức độ tiểu hung sẽ có những xáo trộn gây ra, đòi hỏi các thành viên phải học cách thích ứng càng nhanh càng tốt. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm đại dịch thổ, tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với những người tuổi Ất Sửu trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 1 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Quý Mùi, có nạp âm dương liễu mộc. Ngày âm lịch, ngày 13 tháng 7 năm 2022, tức ngày 10 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Ất Mùi, có nạp âm sa trung kim. Ngày âm lịch, ngày 25 tháng 7 năm 2022, tức ngày 22 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Đinh Mùi, có nạp âm Thiên Hà Thủy. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Ất Sửu trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, ngày âm lịch ngày 6 tháng 7 năm 2022, tức ngày 3 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Mậu Tý, có nạp âm Phích Địch Hỏa. Ngày âm lịch ngày 18 tháng 7 năm 2022, tức ngày 15 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Canh Tý, có nạp âm Bích Thượng Thổ. Đây chính là 2 ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình lúc này để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong về tử vi tuổi Ất Sửu trong tháng 7 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này, quý vị sẽ có được những hành trang vững chắc để bước vào tháng 7 âm lịch với rất nhiều thành công và may mắn trong cuộc sống của mình. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên. Vậy nên quý vị cũng đừng quá bi quan vào cuộc sống này mà hãy vững bước tiến lên hoàn thành sứ mệnh của mình quý vị nhé. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để có thể liên tục cập nhật được những nội dung mới nhất từ kênh. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.